Việc gì phải trốn đi đâu hả ông Hùng Phạm? Đất nước ở Việt Nam chúng tôi còn ở đấy. Việc gì tôi phải đi đâu? Chúng tôi không giống như các ông. Tôi nói thẳng với các ông đấy, chúng tôi không giống như các ông. Chúng tôi thà chết trên quê hương còn hơn là làm nô lệ xứ người. Chứ còn nói bảo làm vương xứ người thì nó khó. Chúng tôi thà chết trên quê hương chứ không bao giờ làm nô lệ trên xứ người. Mà tôi nói thẳng với ông Hùng Phạm nhé, các ông cứ nói là bài Trung Quốc, các ông cứ nói chống Trung Quốc, nhưng chính cái việc đi làm neo của các ông đó, những cái rũa chân móng tay của các ông đó là được tổ truyền từ Trung Quốc sang đó, các ông hiểu không? Đây này, nói để cho Hùng Phạm hiểu này. Tụt quần đu càng bỏ chạy thì chỉ có ba que làm được, chứ cộng sản không làm được. Đấy, nói cho cái này, cái đó là cộng sản không bao giờ làm được. Học mãi cũng không bao giờ làm được. Đấy. Chỉ có ba que làm được thôi. Đấy. Nói rồi. Đấy, xuyên tạc, nói náo. Đấy, nói bây giờ bừa. Chúng mày đổi tiền thì tự nhiên tiền của tao bị mất hết à? Hả? Đấy là chỉ có ba que làm được dạy, chứ cộng sản chúng mày không thích, làm chúng mày được. Chống đi. Giỏi chúng mày làm đi. Tao chúng ta đang chờ. Chúng ta đang chờ. Đang chờ Hùng Phạm về đây coi như là để Hùng Phạm coi như là lật đổ cộng sản. Chúng ta đang chờ. Đấy. Tao đang chờ chờ lâu lắm rồi. Ngày nào tao cũng chờ. Cứ thế bảo hết ngày mùng 7 tháng 7 rồi đến ngày 30 tháng 7 rồi ngày đến ngày coi như là mùng 1 tháng 8 đến bây giờ đây chả thấy thằng nào về đây lật cả. Rồi bây giờ lại đến ngày mùng 8 tháng 8 rồi lại mùng 2 tháng 9 thì chả biết là coi như là đến ngày nào. Đúng là chẳng hiểu là nó như thế nào. Tôi nói đây này, có những cái này mà tôi khẳng định với công rằng là ba que làm được. Đấy là cái đó, ba que làm được mà cộng sản không làm được. Nói náo xuyên tạc, chửi bừa chửi bãi, chửi những lãnh tụ thì chỉ có ba que làm được chứ cộng sản không làm được. Đấy. Hô hào xúi dục người dân vào tù. Đấy. Hô hào xúi dục người dân vào tù. Đấy. Đấy là chỉ có ba que làm được chứ cộng sản không làm được. Đấy. Nói cho ba que các ông biết là như thế. Nhưng cái đó là cộng sản không làm được. Đúng là như thế. Đấy. Bán nước hại dân. Bán nước hại dân. Đấy. Là ba que làm được chứ cộng sản không làm được. Đấy. Nói cho ba que biết nè. Mấy ông ba que biết là như thế nhá. Còn làm cho dân giàu nước mạnh và sánh vai với cường quốc của Lâm Châu thì cộng sản làm được, thì ba que lại không làm được. Đấy, nói thế như thế nhá. Okay. Mang những lá cờ đỏ sao vàng của đất nước Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam treo ở 200 nước trên thế giới, treo ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đấy là cộng sản làm được mà ba que không làm được. Đấy, đấy là cái thực tế mà trên thế giới này người dân nào cũng biết. Tôi nói cái đó có đúng không? Thế thì giờ, nào trên thế giới bây là giờ tôi biết. Hỏi ông Hùng Phạm một câu như này. Ông bảo việc xài đô la, chúng tôi không có đô la, chúng tôi lấy tiền, lấy cái gì ra mà tôi xài? Tiền kia dục bỏ hết rồi. Thì tôi hỏi ông, tôi nói thật với chúng ông tôi này, chứ đô la mà xài? Tự nhiên từ người có tiền thành người trắng tay à? Thôi tôi cứ ở cái đất nước này nhưng tôi có tiền còn hơn. Ông đừng có chơi đi xui trẻ con ăn cứ cà sát. Xài cái gì thì kệ người Việt Nam chúng tôi. Người Việt Nam chúng tôi tự quyết trong đất nước Việt Nam của chúng tôi, trong tổ quốc Việt Nam của chúng tôi, là người Việt Nam chúng tôi có quyền tự quyết, không theo một cái thằng nào cả. Ba que theo Mỹ đi, ở bên Mỹ mà theo bọn Mỹ đi. Đấy, Mỹ nó bảo gì thì nghe đi. Đấy, nghe nói, nghe thằng Mỹ. Rồi cho nói thẳng một câu này này, chúng mày bảo rằng là ông gì nói thế nào, ông nói thế kia. Thế bây giờ chúng mày không tin. Thế mày chúng có tin là Tổng thống Mỹ nói rồi có tin không? Ông Trump ông bảo là chúng mày là súc vật thì có phải chúng mày là súc vật không? Đúng, nếu là súc vật thì đúng là loài chó. Mà loài chó thì loài người Việt Nam chúng ta không thèm nói chuyện với bọn chó. Đấy, đấy cho bọn bao quế là như thế. Đúng không? Mỹ nó đã không thèm nói chuyện với loài súc vật, loài chó chúng mày rồi thì Việt Nam chúng ta cũng không thèm nói chuyện với bọn chó ở chúng mày. Đấy. Nói rõ đi này. Vì ông Trump đó ông bảo là chúng mày phải tin đi đó, nó nói là đúng gì đó, chỉ ông Trump ông nói là không đúng, không đúng à? Ông Trump bảo là cái bọn cờ vàng chúng mày là loài súc vật đấy, thế thì có phải là đúng là súc vật không, là chó không? Đấy, cái chó mà đi sủa lung tung thử gọi chúng mày chỉ là loài chó thì chúng mày sủa
thật nhiều để xem con nào sổ to, con nào sổ nhiều, có thế thôi. Nhưng không được cái tác dụng gì. Đấy. Chứ đúng không nào? Mọi người thấy tôi đúng không? Đấy là sự thật. Tôi nói ra là sự thật. Không cái nào là không có sự thật cả. Đấy. Nói chúng mày này, bảo cộng sản đi ăn xin, nhưng mà tao nói thật, cái cộng sản đi ăn xin nó không xin bằng Việt Nam Cộng Hòa chúng mày. Chúng mày sinh ra cũng đi ăn xin và đến khi chết rồi cũng không hết ăn xin. Tao hỏi mày đấy, có một cái thể chế nào có ăn xin nhiều như thế không? Sinh ra bây giờ nói thẳng này, không bây giờ nói này này. Bây giờ chú mới cả lưu ly, nếu mà chú ghét lưu ly, lưu ly ghét chú thì lưu ly có cho chú không? Chú xin lưu ly có cho chú không? Người ta phải thích, người ta phải quý nhau người ta mới cho chứ. Đấy. Thế là người Việt Nam ở cộng sản thì nhiều người quý người ta cho đấy là tốt rồi. Còn ba khoang mày xin được ai? Chả đứa chó nó cho chúng mày, nói Mỹ nó chỉ cho chúng mày cục xương. Mỹ nó vứt ra cục xương cho chúng mày gặm thì có. Chứ ngoài ra thì chúng mày chả có gì, chẳng ai thèm cho mày. Đấy chúng mày giỏi, chúng mày đi thử đi xin ai, bắt tay với nước nào để xin ai đi. Loại súc vật chúng mày thì bắt tay được với ai? Tao hỏi là, đã gọi là súc vật thì bắt tay được với ai? Súc vật nào là chó thì không thể bắt tay được với ai, không thể làm gì được. Đấy. Có đúng không? Mọi người thấy có đúng không nào? Còn người Việt Nam còn bắt tay với các nước. Ví dụ như nhà tao thiếu, nhà Lưu Ly nó có thừa, tao với Lưu Ly chơi thân với nhau, tao xin Lưu Ly cho tao, đấy là tốt, quý. Đúng không? Đó là điều quý gì đó. Nhưng bao que xin được ai? Ai thèm chơi bao que? Nói súc vật thì ai thèm chơi? Thôi đi cày đi ông Hùng ơi, ông đi cày đi cho nó ổn định kinh tế gia đình. Ông cứ cho mõm về Việt Nam làm gì, tôi nói thật chứ. Ông thì không có sức, không có đủ trình độ, tiền tài vật lực không có. Thôi, tốt nhất là bỏ đã qua những cái thứ đó để mà sống đoạn cuối của cuộc đời cho nó êm đẹp. Chết thì nhắm mắt. Đây này, còn một cái nữa mà ba que làm được mà cộng sản không làm được. Đấy, đấy tao nói cho bên này là ăn hại ngu dốt. Đấy, làm lô lệ tay sai cho hải ngoại, đấy là cái đó là ba que làm được mà cộng sản không làm được. Đấy, nói cho mày đấy nhá, còn cái ấy như thế. Đấy. Cộng sản có làm được đâu, có làm tay sai cho ai đâu, không bao giờ thèm làm tay sai cho ai. Thằng nào đến đây nếu cầm súng giết dân Việt Nam thì cộng sản đánh tuốt, kể cả Mỹ, kể cả Tàu, kể cả bất kể nước nào trên thế giới này. Đấy. Thằng nào cầm súng đến đây là giết, còn thằng nào bắt tay thì cộng sản vẫn bắt tay làm ăn được với bất kể ai, kể cả Mỹ trước kia là kẻ thù. Thì bây giờ cộng sản cũng bắt tay làm ăn được. Này, tất cả mọi người trên diễn đàn như thế này, cái tư tưởng mà làm lô lệ, cái tư tưởng lưu gọi là vong quốc của cái bọn ba sọc này đấy, nó có từ cái thời của thằng cha Nguyễn Ánh gì cơ. Chú Trần Siêu hiểu không? Tức là cái ông vua Gia Long Nguyễn Ánh đấy. Ngày xưa khi bị gọi đúng là cái quân Tây Sơn của Quang Trung đấy đánh cho chạy hết sang cầu Cậy Xiêm, xong đến cầu Cậy Pháp, Xiêm chạy thì ôm chân Pháp, Pháp chạy ôm chân Mỹ, Mỹ chạy nốt nữa là ôm theo chân Mỹ để sang nước Mỹ. Đây là cái tư tưởng lưu vong từ cái thời đó rồi. Cái lá cờ vàng ba sọc đấy nó cũng là cái đại diện cho từ cái thời của cái vua Thành Thái đấy đó. Chứ còn nếu như cái triều đình Tây Sơn, nếu như vua Quang Trung không chẳng may gọi là yểu bệnh, mất sớm, cái triều đình Tây Sơn đấy nó không rơi vào cảnh mẹ quá con côi, thì làm sao mọc lên cái loại nanh nọc ba sọc của hôm nay của chúng mày được. Đó. Cho nên là chúng mày đấy là cái tư tưởng vong nô từ đời cha đời ông đến giờ đến chúng mày. Có khi nào, có một cái thời kỳ nào, tao nói thật mày, nếu như mà nói đấy về cái lòng tự tôn đấy, thì cái đảng Cộng sản cũng giống như bao nhiêu triều đình trước, như triều đình Tây Sơn, triều đình nhà Trần, ấy, triều đình nhà Lý. Bao nhiêu lần, triều đình nào cũng lên đánh lại giặc ngoại xâm. Chỉ có mỗi cái Việt Nam Cộng Hòa chúng mày nào ôm chân giặc, không đánh lại bất cứ một cái kẻ ngoại xâm nào. Đúng. Tại sao chúng mày không suy nghĩ lại đi? Chúng mày lúc nào cũng bảo con rồng cháu tiên. Mà tại sao Cộng sản thì lại giống như tổ tiên của họ? Ăn rồi đánh giặc giết không à? Nhưng còn chúng mày thì ăn xong chẳng đánh một thằng giặc nào. Lại chỉ có đánh người trong nước. Đấy, ta thử hỏi những cái thằng ba sọc chúng mày đó.
Đấy là cái đảng ba que, thế nó chỉ có thế thôi, không hơn được, không bao giờ hơn được, không bao giờ ngóc lên được. Mỹ nó cho chúng mày ở là vì lòng nhân đạo, nó mới cho cái bọn ba que nó ở nhờ Tao thôi nhé, hỏi thằng Phú ăn Choang nhờ này, ở đậu mà không biết nhục. tao hỏi thằng Phú Choang này, cộng sản là nô lệ của Tàu, thế tại sao năm 79 Tàu lại sang đánh Việt Nam mà Việt Nam lại đánh lại Tàu? Thế là cái kiểu nô lệ gì đấy hả? Chúng mày chỉ biết ăn xuyên tạc ấy, ăn nói xuyên tạc như vậy thế à? Đây ta nói cho Phu Cho biết này, tao này là đã người từng cầm súng chiến đấu. Tuổi xuân của tao 16 17 năm, từ năm 16 tuổi tao xung phong đi bộ đội nhá. Từ năm 74 cho đến năm 90 tao mới về nhá. Đấy, thời xuân của tao đã mất đi vì là cầm súng để bảo vệ Tổ quốc, đánh Mỹ, đánh ba que, chống bọn biên giới ở Campuchia và giúp bạn bên Campuchia giải phóng đất nước, rồi về đánh Tàu ở phía Bắc. Đấy, chúng ta chiến đấu những thời gian tuổi thanh xuân của chúng ta chiến đấu là vì cái gì? Vì bảo vệ cái Tổ quốc này đấy, để giữ cái nền độc lập và nền hòa bình của đất nước. Đấy, nói cho như mày biết là như thế nhá. Nên bây giờ khi chúng ta tao rời khỏi quân đội, tao về tao chỉ biết cầm súng, còn không biết cái gì, nghề nghiệp không có. Đấy, tao phải lăn lộn ở ngoài xã hội để kiếm ăn. Đấy, đến bây giờ tao vẫn nghèo chứ tao chưa phải là giàu có gì cả. Đấy, nhưng mà cái tư tưởng của tao vẫn phải đánh đuổi cái bọn phá rối đất nước để cho con cháu đời sau của tao được hưởng. Đấy, nói cho mày biết nhé, con cháu của tao đời sau được hưởng cái nền hòa bình đấy, được hưởng cái sự giàu có văn minh của nước Việt Nam của tao đấy. Còn cái loại chúng mày đấy nhá, thì chúng mày suốt ngày chỉ biết đi đa liếm ở bên nước ngoài đấy, sống chui sống giúp ở bên Cali ấy, rồi là sủa về nhà về đất nước Việt Nam thôi. Nhưng mày làm được cái gì? À, tao hỏi chúng mày làm gì cho được cho dân dân Việt Nam chưa? Bây Chúng mày giờ làm được một tí gì cho dân dân Việt chúng Nam ta chưa? cứ cứ ngồi suy ngẫm Kể lại một công của chúng điều mày chưa? chúng ta cứ ngồi suy ngẫm lại một điều thôi. Gần như là tất cả các triều đình, các cái gọi là triều đình trước đây của Việt Nam đấy, từ là Lý, Lê, rồi Đinh, rồi Trần, Nguyễn, tất cả triều đình nào cũng đánh giặc. Chỉ có mỗi cái triều đình gọi là của vua Gia Long Nguyễn Ánh, chỉ có mỗi cái Việt Nam Cộng Hòa của chúng mày là không đánh một thằng giặc nào. Thằng nào vào chúng mày đầu Đúng hàng. đúng, Tao không hiểu được chúng ba mày vỗ ngực là con rồng cháu tiên, là lịch sử con của con cháu bà Trưng bà Triệu. Thế chúng mày học bà Trưng bà Triệu đánh giặc lần nào chưa? Hay toàn đánh người nhà? Bình Thiên lâu lắm em mới gặp lại đấy, nha. tao nói cho chúng mày biết nha, người Việt Nam chỉ biết chiến đấu chứ không biết đầu hàng đấy, còn ba qua thì chỉ đầu hàng thôi đấy, không biết chiến đấu. Tao nói cho mày biết nha, À, nay lại có Hạ Mi lúc nào vào có đây thời à? gian, lúc nào có thời gian lên một diễn đàn, tao kể cho mọi người nghe là tao đã từng sống ở đơn vị trong đó có rất nhiều anh Hạ lính Việt Mi Nam ơi, Cộng Hòa. để cháu trả lời cho cô Hạ Mi này một 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 câu này. Anh sẽ chỉ cho em cái cách để đi sang bên Úc, bên Đức, bên Pháp, Canada cực dễ dàng. Rồi còn dễ dàng hơn là con cháu cộng sản. Đó là em cứ quay lại chửi Đảng Cộng sản đi. Cứ quay lại phản bội đất nước đi, cứ cầm súng bắn lại quê hương đi, chắc chắn là em sẽ được sang bên bên các nước đó, không ai giữ em cả, mà người ta cũng sẽ chào đón em đấy. Em cứ làm như thế đi. Đấy, nói cho biết là như, lúc nào có thời gian tôi sẽ kể cho. Tôi là một người năm 76, sau khi giải phóng 75 thì là năm 76 là đợt đầu tiên lấy thanh niên của miền Nam đi bộ đội. Lúc đó không có quân đội, không có người trong lính ngụy, toàn những gia đình tốt, gia đình cách mạng, gia đình không dính dáng đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì được đi bộ đội. Đấy là lứa đầu tiên. Còn bắt đầu từ năm 77 trở đi là có quân đội gọi là quân thu dung. Mọi người đây, ai cái thời gian đó phải hiểu, đã đi bộ đội ở thời gian đó là biết quân thu dung là gì. Trong đó tôi nói đơn vị tôi 120 người, một đại đội có 120 người thì có 50 anh lính Việt Nam Cộng Hòa sống cùng với tôi. Đấy, nói thế này cho các anh biết này, là như thế. Một đơn vị nhá, 120 người thì có 50 anh lính Việt Nam Cộng Hòa sống ở đơn vị tôi, đó là đơn vị có quân đội thu dung của lúc đó. Đấy. Đơn tiểu đội tôi lúc đó là có 4 anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Các anh lớn tuổi hơn tôi nhiều, lúc ấy tôi mới có 19 20 tuổi, nhưng các anh ấy toàn 27 28 tuổi, gần 30 tuổi thôi.
Đấy, các anh lớn hơn tôi rất nhiều. Lúc ấy tôi là tiểu đội trưởng, nhưng mà các anh ấy lại là các anh nhiều tuổi hơn tôi. Đấy, nói sự thật là như thế. Tôi rất thân với các anh ấy. Nói sự thật, rất thân với những anh lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đấy, rất nhiều anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Mà chính các anh ấy dạy cho tôi đàn hát. Nói thẳng đấy mà. Nói thẳng Đấy, với lại sống, chú anh Trần em Siêu sống này cùng ăn, là cùng ngủ. cái người lính Việt Nam Cộng Hòa thì nó không có suy nghĩ gì về cái chuyện lý tưởng này lý tưởng kia cả, nhưng cái bọn Đúng không? đầu chóp, cái bọn chóp bu, cái bọn đầu sỏ kìa, nó vì cái quyền lợi của nó vì cái sự gọi là cái cuộc sống gia đình của nó, cho nên nó mới ôm chân của Mỹ thì Đây, đây, nó mới đầu độc, nó mới ức tôi quất kể chứ. cho mọi người nghe. Đây, có một cái này mà tôi sợ kể sơ qua cho mọi người nghe, là các anh lính Việt Nam Cộng Hòa, các anh đánh giá về người lính Việt Nam, người lính cách mạng. Lúc đó các anh ấy gọi chúng tôi là lính cách mạng hoặc là lính Việt Cộng, và chúng tôi gọi các anh ấy là lính chế độ trước hoặc là lính ngụy. Các anh ấy cũng công nhận các anh là lính ngụy. Nói thẳng đấy, đến năm 78, tôi nói năm 78 nha, năm 1978 là bắt đầu biên giới phía Nam Campuchia, là quân Pol Pot đánh sang phía mấy tỉnh phía Nam Campuchia, mấy tỉnh phía Nam của Việt Nam. Họ liên tục coi như là sang đất Việt Nam ta để họ cướp phá của dân ở dọc biên giới lúc bây giờ. Đấy, lúc đó là quân đội của ta bắt đầu mới quyết định là chiến dịch mùa khô năm 78. Đấy, chiến dịch mùa khô năm 78. Lúc bây giờ là trong quân đội ai muốn sang Campuchia để giúp nước bạn hoàn toàn phải làm đơn tình nguyện. Thế cho người ta gọi là quân tình nguyện Campuchia. Lúc bây giờ ai ở bộ đội thời kỳ đó phục vụ Campuchia là phải hiểu rằng là những người đi đánh bên Campuchia, sang Campuchia hoàn toàn phải có lá đơn tình nguyện. Đấy, thế mới gọi là quân tình nguyện Campuchia. Anh hiểu không? Tôi ở thời kỳ đó, trong đơn vị tôi có 120 người, thì toàn bộ nhá, lính là lính miền Bắc này hoặc là lính miền Nam này, nhưng mà những gia đình mà thuộc dòng cách mạng hay là không dính dáng gì ngụy thì 100% làm đơn xin đi để đánh nhau Campuchia. Còn lính các anh ngụy thì các anh không 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 làm đơn, không làm đơn cả. Thế các anh ấy họ nói chuyện với chúng tôi, cái hỏi có Đây sao đây thì đây đây cái đây. lính Việt Cộng không, các anh hỏi chúng tôi là sao cái lính Việt Cộng của ông lại thích đánh nhau thế, nói đến xung phong đi chiến đấu thì công xung phong đi nhờ thì là ông Hạ nào Mi cũng làm đơn à, thế. Hạ Mi à, Hạ Mi, em cứ Nếu viết mà đánh ngắn gọn thôi, anh sẽ trả lời cho em từng câu một, chứ em viết dài đọc nó rất là khó. Nên anh rồi không trả lời em thì em đừng có thích. rồi trả lời đó làm gì, Không, đây tức tôi là mới trả hỏi lời cho nó đàng hoàng. Diễn đàn này là để thông cho chúng nó, dạy bảo cho chúng nó rồi biết cái đúng cái sai, chứ tôi còn kể chuyện cho cái tinh thần chiến đấu của lính Việt Nam Cộng Hòa với tinh thần chiến đấu của người Cộng sản. Đấy, lúc bấy giờ các anh lính Việt Nam Cộng Hòa, lúc các anh cứ hỏi tôi rằng là thế tại sao lính của Việt Cộng với lại cách mạng công ngu thế, thấy đánh nhau là công bị xung phong đi là sao. Thế nên đi bảo bây giờ là, chúng tôi bảo là bây giờ là nếu bây giờ là ai gọi là làm đơn xung phong đi sang Campuchia chiến đấu thì đi chiến đấu, còn nếu không thì ở lại làm đơn rồi, vị chào cao gọi nay. là xây dựng kinh tế, sản xuất xây dựng kinh tế, phát hoang phát rẫy để cho sau này cho dân vào đấy làm, vào đấy làm kinh tế. Đấy, dân vào đấy làm kinh tế thì các anh bảo thà rằng các anh lính Việt Nam ngoài bảo thà chúng tôi làm kinh tế Để cho chú Trần thì Siêu chúng trả tôi lời, vất vả. chú kể một chút nữa rồi anh sẽ trả lời. Đấy, đấy rồi tôi kể một tí nữa xong rồi, thà rằng đi làm kinh tế nhưng còn được sống chắc chắn là sống, còn đi chứ bây giờ nằm lên đi chiến đấu chỉ 80% là chết rồi, chỉ còn 20% là sống, thì mà bây giờ các ông bị xung phong đi 100% thế là sao. Các ông hỏi chúng tôi thế, chứ chúng tôi mới nói này này, chúng tôi mới phân tích cho các anh này này, không phải cứ làm đơn là phải là được đi chiến đấu ngay, không phải ai cũng đi chiến đấu ngay, người ta còn chọn lọc còn chán mới được đi, không phải là tất cả những người làm đơn chiến đấu là đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi là những người lính thì phải xác định chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Người lính đã là người lính phải chiến đấu, cầm súng chiến đấu trước quân thù. Đấy, chúng tôi là xác định như thế. Dù rằng lúc đi lính nhá, kể cả lính Việt Nam Cộng Hòa lúc đi với chúng tôi cũng chỉ lương có 5 đồng một tháng, nó không có nhiều. Lính có 5 đồng thôi. Đấy. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn sẵn sàng phải đi chiến đấu, đã là người lính phải đi chiến đấu, chứ còn lính mà lại bảo đi lao động kinh tế thì mà lại xung phong thì nói vô lý. Thế là như thế chân chú. Các ông bảo là ôi, đây là chỉ có Cộng sản mới như thế thôi. Chứ còn từ xưa đến nay tất cả quân đội trên thế giới này Chào chưa Ngô Tin có Tin đơn nhé. vị nào, có quân đội của nước nào mà lại làm đơn xung phong đi chiến đâu cả. Đó, mà chỉ có Cộng sản thế thôi. Còn chúng tôi ở ngày xưa tôi ở lính ngụy, tôi chúng tôi đã chỉ có cấp trên ra lệnh và là chúng tôi phải đi, bắt buộc phải đi chiến đấu. Mà bây giờ cũng thế, nếu chúng tôi ở đơn vị ở đây, nếu như bảo chúng tôi đi chiến đấu thì chúng tôi sẽ đi chiến đấu.
Đây, tôi bảo tôi là bây giờ chọn Quyền hai Chí. Con đường là giữa Có chiến đấu anh và Nguyên xây dựng Chí, kinh anh tế. hỏi là chú ở cái đơn vị nào ở chiến trường ca kia? À, tôi ngày xưa ở trung đoàn 1, đơn vị cơ giới của trung đoàn 1, đoàn 600, quân khu 7, nhưng mà chỉ... Rồi. Chỉ là hỗ trợ bên Campuchia chiến đấu thôi, chứ chúng tôi không trực tiếp sang bên Campuchia chiến đấu, nhưng là tôi đã kể trải qua cái thời kỳ lúc bấy giờ là chúng tôi đóng ở chiến khu D. Đấy, giáp biên giới Campuchia. Hỗ trợ bên Campuchia chiến đấu chứ chúng tôi không trực tiếp sang bên Campuchia, nhưng mà đây là tôi đang kể cái thời gian đó là như thế. Chỉ có một số anh lính Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ các anh bảo là bây giờ bắt chúng tôi đi hay là mà lệnh ra lệnh chúng tôi đi là chúng tôi đi, chứ bây giờ chọn cho chúng tôi chọn hai con đường là một là chiến đi chiến đấu, hai là ở lại làm kinh tế, thì chúng tôi làm đơn ở lại làm kinh tế là để chắc chắn được sống. Chỉ có quân đội Việt Cộng các ông mới như thế thôi, chứ còn mới xung phong rồi đấy nói như thế. Thế bảo là thế nào, các ông bảo là đúng là như thế này thì đúng là cái tinh thần, các ông phải công nhận là cái tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam, quân đội của Việt Cộng là rất là, vì vậy cho lính ngụy thua là phải, các ông phải công nhận là lính ngụy thua phải đấy, vì là bây giờ lên đưa bảo ai xung phong chiến đấu mà 100% xin đi, chỉ có mấy ông lính ngụy là không xin đi. Thế nên từ đó các ông nghĩ coi như bảo là khẳng định là đúng như vậy, là như vậy là quân đội thua là phải, mà đi lính không được đồng nào. Nên bảo làm Chú Hùng Phạm ấy, chú nói chuyện nó buồn cười ấy nhỉ. Ơ chú Trần Siêu, làm lên xung phong đi. để cho trả À, lời rồi. cho mọi người dưới diễn đàn chút. Chú Hùng Phạm ấy, chú nói thật, cháu nói thật, chú là người lớn tuổi rồi, cháu không muốn chửi bới chú như là một đứa con nít đâu. Nhưng mà mình là người lớn rồi, mình phải ăn nói cho nó có cái cơ sở. Đừng có để cho trẻ con nó ngồi lên trên đầu nó chửi cho. Ông bảo ông ở lúc mà Cộng sản đánh vào miền Nam ông bao nhiêu tuổi? Ông biết gì về quân đội Việt Nam? Biết về ông cũng Ông phạm đi để biết sang cái nước trò ngoài, ông sống được với Cộng sản bao năm, ông sang nước ngoài, ông đi lính được ngày nào? Mà ông lại bảo là quân đúng đoàn 1, cái quân đoàn 2, cái quân đoàn 3, ông biết cái gì? Hả? Lính Việt ông Nam biết Cộng cái gì. Hòa ông còn không biết là đội nào với đội nào, chứ đừng có nói là đến cái chuyện là lính của Việt Cộng, Tôi chỉ lính nói là lính đánh của Campuchia, đúng rồi, nói lính đánh Campuchia lúc bây giờ chủ yếu là quân khu 9, quân khu 7 là chỉ là hỗ trợ một số đơn vị hỗ trợ thôi, chủ yếu là nhá lính Việt Nam Cộng Hòa mà đi bộ đội đánh sang Campuchia chủ yếu là những anh lái xe tăng và pháo binh, hai cái đó là chủ yếu đấy. Tôi nói ví dụ lý do làm sao là lại có hai cái trường hợp đó là đi sang cái đánh Campuchia. Thứ nhất là lúc đó ta mới giải phóng, một số xe tăng của Mỹ là lính chúng tôi không quen đấy, cho nên phải dùng đến cái xe tăng của Mỹ ngày đó bây giờ, mà những cái chiến lợi phẩm mà xe tăng của chiếm được ấy, là phải dùng cái anh lính xe tăng của Ngụy, các anh đánh hay hơn, dùng hay hơn chúng tôi đấy. Đây là một cái. Thứ hai tôi phải khẳng định là đúng 100% là có cái pháo binh của Ngụy họ được huấn luyện đúng bài bản, họ đánh chuẩn xác hơn là pháo binh của ta đấy, tôi khẳng định cái đó là đúng. Pháo binh của Ngụy ấy, họ phản pháo chỉ một phát một là chúng ngay, ví dụ như là Campuchia nó để một khẩu M79 ở trên quả đồi mà lính ta hành quân ở dưới dưới tràng, nó câu một quả M79 đến cái là pháo ta phản chính xác ngay, là mấy anh lính Ngụy anh phản phát chính xác ngay, Chú tôi vừa phải công nói nhận chuyện là đến cái đó pháo là là đúng. cháu lại mời một ông cựu chiến binh đặc lên nói về pháo cho chú nghe bây giờ. Không, đây là nói đúng đấy, tôi nghe đó tôi đấy tôi biết, còn lính của ta thì đánh khu bây giờ, lính Việt Nam bây giờ của ta thì Chú công Hùng nhận là Phạm đánh này, chuẩn để cháu nói đấy, chú Hùng Phạm ông này. chuẩn. Nói thẳng với chú nhá, chú ăn nói lịch sự thì cháu còn cho lên, chú ăn nói đàng hoàng cho lên, chú chửi động vào là chú chửi thì không bao giờ có cửa lên đâu, dù chú có mắc làm hay không mắc làm. À, không phải dụng người dùng trên đàn, nhưng mà tôi đây là tôi đang kể chuyện lại cái thời gian coi như là tôi sống với mấy anh lính Ngụy, thời gian chúng tôi là bộ đội cùng anh lính Ngụy, các anh ấy bây giờ nhiều tuổi hơn tôi, bây tầm này chắc anh cũng phải 70 rồi đấy, tôi nói tôi sống với các anh cũng tầm 70, gần 70 hoặc là có anh ngoài 70 rồi. Tôi hiểu nói là các anh ấy không nghĩ như mấy ông Hùng Phạm như này đâu, chúng tôi sống với các anh ấy cái thời gian đó chúng tôi cùng khổ với nhau, ăn cùng mâm ngủ cùng giường Không phải và cùng đâu, nó rất là vất vả cái với bản nhau, chất của những các con anh ấy người, hiểu. cho nói với chú Trần Siêu này, cái bản chất của những cái con người đấy mà nó mang cái tính phản bội đấy là thường như này này, Đúng rồi, là nghèo thì bỏ chạy mà giàu sang là quay lại đúng. đấy, cái kiểu cái bản chất của những con người nó phản bội nó là như thế. Khi đất nước cần các anh nhất, cần cái sức lao động các anh nhất,
cần cái bàn tay khối óc của anh nhất thì các anh bám tàu, bám xuồng, bám đu cảng máy bay, các anh bay sang cái xứ sở thiên đường của các anh. Đến khi đất nước phát triển rồi thì các anh lại muốn về ăn cỗ. Đời thử hỏi có cái gì dễ dàng với các anh à, như thế không? Tôi lại nói cho anh nghe, đã là trong quân đội nhân dân Việt Nam thì phải là có 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy, nói cho anh biết này. Đấy nhá, anh đưa hỏi tôi rồi. À, 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Nói thế thôi. À, và 12 điều kỷ luật. Đấy, nói để anh hiểu thế. Đấy là các anh lính ngụy ngày xưa các anh sống với chúng tôi. Đầu tiên các anh không hiểu, nhưng sau này sống với chúng tôi nhiều nhiều thời gian lâu lâu các anh hiểu, hiểu về tinh thần của chúng tôi. Đúng, sống ở lính chúng tôi toàn bộ là ngủ rừng, nằm rừng, nhưng mà chúng tôi phải nói thẳng với các anh này, cái tinh thần chiến đấu của chúng tôi rất là cao. Đấy, nói thế này như thế, chứ không như là những anh lính ngụy. Cái như các anh bảo là bây giờ là cứ đưa cho chúng tôi làm đơn vị làm kinh tế là chúng tôi lao vào làm kinh tế ngay, chứ chúng tôi không đi chiến đấu. Đấy, nói như thế thì là các anh biết là cái tinh thần của các anh lính ngụy thua là phải thôi. Đấy, tôi sống ở cái đó là tôi biết. Sống bây giờ còn rất nhiều lính Việt Nam Cộng Hòa, còn rất nhiều nhé. Tôi nói các anh chạy đi không đáng bao nhiêu cả. Cái số lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa chạy đi chủ yếu là một số sĩ quan, còn lính rất là nhị, chỉ đi được một ít thôi, còn đa số là ở tại trong nước rất là nhiều. Hiện tại bây giờ họ còn đang sống rất là nhiều. Tôi khẳng định với các anh đây như mọi người một điều đây. Nói thẳng với anh Thanh Phong một điều như này. Tại sao mà bây giờ chúng nó lúc mà khó khăn chúng nó bỏ đi, mà khi mà bây giờ chúng nó về chúng nó muốn làm cha thiên hạ, chúng nó muốn lật phát là lật từ trên đất nước chứ không thèm nói chuyện với lại loại dân chúng như chúng ta. Là bởi vì đơn giản như thế này, là chúng nó ảo tưởng sức mạnh. Chúng nó làm hiện như tại là chúng à? Nó có được vài cái đồng đô la, chúng nó lĩnh lương bằng đô la, là chúng nó nghĩ là chúng nó có thể làm cha được thiên hạ rồi. Xin lỗi, các ông có đủ đô la để chơi với Việt Nam hay không? Hả? Còn hiện tại hả? À, tôi nói thật, nói về hiện tại nhá. Nói về hiện tại thì tôi nói như này này. Việt Kiều á, ở bên Mỹ mấy ông chống cộng ấy, toàn mấy ông hôm lét gầm cầu đi cạ móng. Nói thẳng đấy. Đấy là không chống cộng thôi. Đấy, có ông giả điên để ăn tiền phi là chống cộng thôi. Đấy, tôi nói cho các ông biết đấy. Toàn cái loại đó là chống cộng thôi. Đấy. Các loại như là những người người ta hiểu biết đấy. Đấy, như những ông Nguyễn Cao Kỳ này. Đấy, và một số những hàng sĩ quan cao cấp, cấp tướng, người ta qua người ta chống cộng đâu. Các ông nhìn xong qua người ta hô hào chống cộng như các ông đâu. Toàn những ông ngu dốt mới là chống cộng thôi. Đấy. Cho nên chúng tôi gọi là chống cộng cực ngu là như thế. Các ông chống cộng ngu lắm. Chống cộng mà lại không đánh, đánh không đúng chỗ. Đánh không đúng đâu rồi đâu cả. Toàn xuyên tạc, càng xuyên tạc. Chào đón chú Trần Siêu với tất cả anh chị em trên diễn đàn này. Làm cái gì với tôi, người ta phải làm từ từ. Sức chúng ta đến đâu, chúng ta làm đến đấy. Các ông làm phát là đổ Đảng Cộng sản, làm phát là đổ Đảng Cộng sản. Xin lỗi các ông, lật đổ Đảng Cộng sản dễ thế thì thằng Mỹ CIA nó lật đổ lâu rồi, tình báo Hoàng Nam nó lật đổ lâu rồi, chứ nó còn để đến ngày hôm nay sao? Tôi nói nhá, ngày xưa là Việt Nam với Mỹ còn là kẻ thù, lúc bây giờ Mỹ còn cấm vận Việt Nam mà là kẻ thù Việt Nam. Lúc đó các anh ba que các anh còn mới chạy sang Mỹ, Mỹ nó lập ra biết bao nhiêu các cái đội để về để chống lại Đảng Cộng sản, các anh biết không? Điển hình như là quân của gì nhỉ? Của gì Hoàng đấy? Cơ Minh. Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Minh ấy, mang súng đạn về đấy, còn chưa về đến nước Việt Nam đã chết rồi. Thế thì các anh làm gì bây giờ? Các ông lấy súng nước thì các anh để các ông lật cộng sản à? Đâu, không lấy súng nước à? Trước thì B-52 nó coi thường B-52 của Mỹ, nó coi thường coi tên lửa của Mỹ, nó coi thường gọi là vua chiến trường. Thế mà bây giờ nó chỉ cần dùng một quả ớt thế là nó có thể lật đổ Đảng Cộng sản. Nó chỉ cần dùng một cái dây xích, một cái ổ khóa thôi nó cũng đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Cái lão chạy. Bây giờ tôi nói thật không bao khoe này. Tôi dám khẳng định với các ông là kể cả bây giờ Mỹ giúp các ông nhá. À, mà Mỹ trực tiếp sang lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam với các ông như cũng không thể lật được. Chứ đừng nói mấy cái ông ba que, các ông loe ngoe như mấy cái con đỉa không, khi không mà, làm gì đâu. Khi mà những cái năm xưa nước người ta còn nghèo, dân người ta còn đói, bộ đội thì chết nhiều rồi, còn đất nước còn toàn mẹ hóa con côi, toàn phụ nữ còn thậm chí không nành nặn,
bởi vì bao nhiêu những cô gái thanh niên xung phong nó ra chiến trường mà còn chẳng lật đổ nổi. Bây giờ thì dân cường sức gọi là nước mạnh, hot boy hot girl cả đống, lực sĩ cả đống. Thôi tôi nói thật ra cho Nguyễn Chí đấy, các ông lật đổ bằng cái kiểu gì? Chúng tôi phải nói rằng, chúng tôi bây giờ chúng tôi không thèm chia sẻ với cái loại những cái loại các ông. Chúng tôi bây giờ là xác định các ông là kẻ thù rồi. Rồi thì không có chia sẻ gì cả. Chú Trần Siêu ơi, chú Trần Siêu ơi, cho ông Nguyễn Chí này, ông ấy có cái điều gì cho ông nên ông chia